Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 1, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 thành phố, Lương Nguyễn Minh Triết dự và chỉ đạo hội nghị. Theo đánh giá năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thành phố tiếp tục có những kết quả đáng khích lệ, như chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp nảy sinh, tăng cường việc đăng tải các tin bài viết tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội. Ban chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tích cực trong việc củng cố kiện toàn, phát triển lực lượng. Năm 2023, hệ thống Ban chỉ đạo 35 thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, trong đó tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đề án tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo 35 thành phố và các cấp đã góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời chỉ ra những thách thức mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, chúng tôi đề nghị là tiếp tục xem cái nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi, và là trách nhiệm của từng đảng viên, từng cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu. Tiếp tục rà soát cái chương trình công tác trọng tâm của ban chỉ đạo sẽ ban hành sau cái hội nghị này để các đồng chí cụ thể hóa trong kế hoạch của ban chỉ đạo các cấp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt là cái tính cụ thể, tránh cái tình trạng hình thức chung chung, cũng như là phải gắn với nguồn lực để thực hiện. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận trên địa bàn, các cơ quan báo chí thành phố cần tiên phong chủ động xây dựng các tin bài tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân. Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022.